cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi sáng ngày mới tốt lành đi. Sáng mình đi ra thăm hai cái đứa với ba cái chúng. Cái chúng đặt đầu 2 ngày rồi, chưa dở. Đi gì hôm qua cũng dở rồi mà có công chuyện không dở được. Sáng nay sẵn đi dở luôn. Cái đú đâu cũng để 2 ngày. Sáng ra quất đám mưa cái chìm nhẹp. Bây giờ nãy nắng lại. Nắng kiểu này chắc hồi đi câu gắn mối nữa quá. Quẹo vô. Rồi xuống dở luôn đi con. Có con gì nhúng nhích kìa. Coi có bé nào không, lát vô nướng nha. Nói chung là bé. Rồi em con tháo rồi kìa, vũ đi con. Dở lên coi đi. Ờ, vô con rùa nữa hả? Bắt đầu mình làm hồ rùa được rồi. Hồ con rùa được rồi đó. Sao mấy con rùa này lộng hành quá. Coi coi hôm trên không có gì thì thôi con. Vũ hôm dưới thôi. Buông ra. Vũ hôm dưới ra. Đâu con buông ra cho anh hai vũ đi con. Để mai chiều gì cô Bình làm cái ấy cho. Chắc rùa nó ăn hết mẹ nó rồi. Ừ, rùa nó vô nó ăn cá. Cá tí. Con hôm kia bự hơn nha. Ờ đúng rồi. Buông ra, buông ra. Hợp lý. Rồi cuộn lại đi chắc. Có mấy con lồng rồng. Với được có con rùa với mấy con tép à. Mình thả mấy con cá lóc con vô trong hồ mình đi. Cho nó sống. Năm sau mình bắt nó. Cá lóc con rùa. Này này, cá lóc con bày đồng gồng dục mà sao xuống. Mẹ nó không vô sống đi con, phóng xanh nó đi cho nó bự bự. Ở dưới đây chắc đủ nguồn thức ăn cho nó. Ừ. Đó coi con rùa, con rùa mình nuôi các bạn, mình có một hồ con rùa trong nhà nhiều quá. Nó có 3 cái gờ nè. 1, 2, 3 gờ. Mấy con này mình nuôi nó cho nó bự coi chơi thôi chứ mình ăn uống được gì. Nó, mình không có ăn nó. Rùa mà ăn. Ta nói đặt được con rùa là vui lắm rồi. Không có nên ăn nó. Bé Na rồi nè. Chơi với bé Na luôn. Bé Na gì thế nhúc nhích. Thấy có một bé Na rồi. Bé Na nhỏ xíu à.
Nè, nè. Cô Quỳnh cũng không biết nữa. Cái na này chắc thả cho nó đi luôn đi. Ui bé na bự, không phải bé na nhỏ. Bé na bự. Bé na gì vậy? Bé na này nướng ăn được rồi. Con cá lau kiến với mấy con ấy nha. Tép nhiều. Đây nè, bé na nè, bé na nè. Tôi ốc ngóc trơn ta. Ồ, oh, rắn bông súng rồi, đó là bự rồi đấy. Ừ. Cô muốn ăn không? Chưa, mình lụt ăn. Mấy nhà 6 người, lượm có 2 con ai ăn ai nhịn. Nó bò ra thì con chịu vô nha. Ừ. Đó, quay coi. Nè, rắn bông súng. Rắn bông súng cơ, đó là muốn biết nói chuyện nè. Quăng cà phê đi. Cà phê con nhóc luôn. Hãy chỉ giá. Tiếp tục. Tiếp tục mình đi dở mấy cái đó. Mấy ông chấm lươn. Rửa nó con. Nhúng chung. Rửa coi. Nè thôi. Cái đẹp. Thúi. Má 2 ngày rồi đó. Coi này, coi nó có dùi lỗ ra không ta. Đây nè. Thấy không? Yeah. Cái này chắc vô con nhỏ rồi nó dùi ra luôn rồi. Kỳ quá. Trời ơi, lỗ làm gì nè. Chưa. Mũi bay đi. Tôi lưu dỗ. Thầy. Nó dùi ra rồi. Đi, coi cái kia coi. Mô Phật đừng có dùi ra nha. Chứ dễ gì mà không có. Ngay cái chỗ đó là bảo đảm có luôn á. Rồi. Xuống dở cái này luôn coi coi. Để xa. Để là thử vận may.
Để cô mình sửa lại mấy cái túi lưới, túi lưới nó dùi hết chứ. Nặng không? Có cái nhịp này như mọi để thúi. Đâu, cô mình có cái nào không có cái này chắc. Đừng có dùi. Thà không có cái dùi. Đau lòng lắm. Đúng không? Thúi quá. Thà không có chứ mà có luôn mà nó dùi ra là đau lòng lắm. Ôi đây đứa nè. Nó dùi ra rồi con ơi. Tôi rí. Chứ dễ gì không có. Hai lỗ luôn. Chắc hai con. Nè. Dùi nè. Mai gì đi. Đi mua lưới xịn xịn chơi. Cô mình đi mua cái túi lưới khác rồi. Ơi. Bảo đảm là có luôn á. Cái này có mà dùi ra cái chắc đau lòng lắm. Cái lỗ bụt rồi má. Thì nó giữ cái lỗ đó là nó dùi ra đó chứ gì nữa. Có mà dùi ra là đau lòng lắm. Tại sao nó càng độc cái này. Càng độc để cho bị giết nó hả? Mình để 2 ngày mình để lâu quá nó dùi, phải hôm qua đi thăm là dính rồi. Ai kêu mà ngảy. Ha ha, tao bắt về luôn. Kêu cao hả? Ừ. Bự không? Má hỏi câu gắn nói gì? Ừ. Mấy giò nữa đi. Nè. Ôi, còn có chú ép. Chú ép. Thôi đưa cô mình coi coi. Nè. Ê. Thiệt chứ. Rồi, thôi khỏi luôn đi. Đây nè con, đây nè con. Trời ơi, đợi nó mới dùi ra nữa cho cô Bình. Ui, cái này xẹp lép rồi. Chắc không có đâu. Hai cái kia là có. Hai cái kia là cái túi nó phì lũm. Nó dùi tới ga. Nó dùi tới hai lỗ và bá lửa luôn. Xuống thiệt thì cũng có liên vậy. Cổ mồi ra luôn con. Rồi, út. Hai cái ghe có đó. Mà nó dùi ra luôn. Chán thiệt. Đầu tiên vậy. À. Con đầu tiên thấy hai con rồi mà nó chạy lẹ quá, theo nó không kịp. Mới đỡ đi. Giờ mình đi tiếp nha, mình câu bằng mồi cào cào. Con cào cào. Bươi la lá. Đi lên đây bên tao. Chạy đi. Mới đi câu được có 2 con, xảy 2 con rồi các bạn. Mình đi câu con mối nha. Đi câu bằng mồi. Con cào cào cho cháu. Mình bắt vài con, mình móc vô gì là mình câu là được rồi. 3-4 con câu biết nào nó hết. Thôi, đi tiếp đi.
mình câu gán được nhiều nhiều rồi, cả chừng chục con vô. Nướng cho mấy đứa nhỏ nó sực ha. Ra chú ẩn hết rồi. Cho con sực 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 ha. Ok luôn. Ok luôn. Rồi tiếp tục. Gái được chục con đi. Vô ba con, một người con. Nhiêu đây là 7 con rồi. Nướng đây rồi đó. Con nãy nó cục đuôi mà nó bự vùn chi ghi vậy. Đây nè. Nó cục đuôi mà nó bự quá trời bự luôn. Đó. Đi tiếp. Mình thấy con nó bự chò bá. Lấy lá bỏ vô cho, cũng thấy nó nhảy ra. Lấy lá bỏ vô đi. Đó đó đó, con mới câu rồi mới nó mới vô là nó quậy vậy đó. Mấy con kia người ta im lặng.
câu được có một con. Lựa con bự câu, con bự nó vượt con nhỏ chạy hết đi. Mấy đầu thả vô tính câu con bự. À dè yeah. Rồi nó nhảy ra nữa, chán nó thiệt chứ. Nhảy ra rồi câu lại. Nhóc chưa, bỏ lấy chú đi đừng nhảy ra, trời ơi. Câu cực khổ rồi còn nhảy ra nữa. Chán đi. Rồi. Ba con châu chấu giờ còn có chút xíu. Bắt thêm vài con nữa đi. Câu xong rồi nhảy ra. Người câu lại. Người câu lại. Mấy con khỉ này. Tha nó đi, nó cái bẹ. Nó chạy đúng qua nó bụi đó. Ây da, sáng giờ mình câu cũng nhiều các bạn. Hơn chục con. Mình câu riết rồi trong vườn mình nó muốn hết rồi. Bữa nay đường chục con là dữ lắm rồi đó. Hổm giờ câu cũng có bốn mấy con ha. Ừ. Còn lại trong vòng vòng vườn dừa mình không à. Cũng nhiều á. Bữa nay có mấy con mập ú à. Quá trời mập luôn. Con này nè mập. Quá trời mập. Con này nè. Nó mập. Con này cũng mập nữa. Con này cũng mập. Con này cũng mập. Chọn nào mập không? Bữa nay trời nắng đỡ đỡ một chút nè. Đi câu có nhiều. Chứ bình thường là sáng ra mấy bữa trước toàn trời mưa không à, không có đi câu được. Bữa nào mình đi ra ngoài ruộng mình câu đi ta, chắc nhiều lắm á ngoài ruộng. Ngoài ruộng vườn dừa của anh ta. Con không biết. Bữa quan nào trọng mình đi là ra ngoài ta có câu. Cho không thôi. Giờ mình bắt nó mình bỏ vô trong cái gọng lưới này các bạn. Mình để trong xô. Sợ nó đi chiều chiều mà ngang. Như mệt chút đi. Ăn cơm rồi cắt kiểu đi. Chiều chiều mà ngang. Nha. Ok. Chiều nướng hay là làm gì? Ai biết. Hả? Ai biết. Để biết đường. Ai biết. Ai biết làm món gì đâu. Chiều mà nướng đi. Được có mười mấy con cá mối rồi các bạn. Nốt rồi. Mười mấy con cá mối là mần ra còn có chút xíu. Lột da ra hết rồi còn có chút ủng. Mấy con nhỏ nhỏ mình thả. Đâu còn 11 con gì đó. Có câu được 13 con. Thế anh ta, hôm qua anh câu được 13 con phải không? Đây, nó không đủ thì bổ sung vô cái này. Thịt. Bóc lên. Tin. Đó. Đây, ăn giống là lửa nè. Lát nữa là lụm luôn.